Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy lần thứ 41, nhiệm kỳ 2010-2015. Phóng viên thời sự tiếp tục phản ánh về việc giống ngô không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho nhiều hộ nông dân. Trong phần tin trong nước và thế giới, hỗ trợ lãi suất cho việc tái canh cây cà phê. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hội đàm về tình hình Triều Tiên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy lần thứ 41, nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự có đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, công tác viên dư luận xã hội, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hữu Phúc đã báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 với những nội dung quan trọng như: phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, tập trung tinh giản bộ máy, biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo những điểm mới của luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, luật thêm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhiều nội dung mới như mức hưởng trợ cấp ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, công thức mới cho lương hưu, quỹ bảo hiểm xã hội bổ sung các nội dung chi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, v.v. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã yêu cầu đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và công tác viên dư luận xã hội tập trung tuyên truyền các vấn đề về Biển Đông, nhất là trong tình hình hiện nay, tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động ngày lễ lớn của quê hương đất nước, trọng tâm là đại hội đảng cả cấp trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Về điều 60 của luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sáng nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về điều luật này và chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13 và năm 2015. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận. Tham gia ý kiến về bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại điều 60 của luật Bảo hiểm xã hội, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khẳng định, mọi chính sách khi ban hành đều hướng đến quyền và lợi ích của người dân và người lao động. Điều 60 là một trong những chính sách ưu việt mà Quốc hội đang nghiên cứu, xem xét để ban hành nhằm đáp ứng tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa phù hợp với một số bộ phận người lao động, chưa phù hợp với giai đoạn hiện nay của Việt Nam. Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội cần có định hướng cho người lao động nhằm lựa chọn phương án tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của mình, đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn về bảo lưu bảo hiểm xã hội, nối bảo hiểm xã hội để được hưởng lâu dài. Chúng ta là khẳng định điều 60 tốt đẹp thì ta phải tìm cách thực hiện nó. Ta thừa nhận lựa chọn quyền lựa chọn người dân, quyền của công dân thì ta tôn trọng nó. Cho nên tôi đề nghị ở đây chúng ta phân tích kỹ chỗ này. Chính sách thì bao giờ không thể bao trùm hết điều đúng, bao giờ có mặt trái, có cái chỗ thỏa mãn, không thỏa mãn đúng. Cho nên mới có cái chuyện chúng ta tiếp xúc cử tri để nghe cử tri kiến nghị, ta sửa chính sách là chuyện rất bình thường. Những cái không bình thường ở đây đó là một bộ phận người lao động phản ứng rất nhanh, phản ứng quyết liệt, phản ứng chính sách là chuyện không bình thường. Cho nên tôi muốn nói chỗ điều sửa điều 60 đây, từ điều 60 để chúng ta rút ra rất nhiều điều ở đất nước Việt Nam ta và rất nhiều điều cho Quốc hội. Và trong đó rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho các đại biểu Quốc hội trong khi phát huy trách nhiệm của mình trong xây dựng chính sách pháp luật. Cũng trong buổi thảo luận sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến xây dựng luật và pháp lệnh năm 2016. Tham gia phát biểu vào nội dung này, đại biểu Hoàng Đức Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, đề nghị Quốc hội đưa luật giáo dục vào trong chương trình xây dựng luật năm 2015 hoặc năm 2016 nhằm kịp thời sửa đổi một số quy định, theo đại biểu là bất cập và không hợp lý.
Cụ thể như chế độ phụ cấp thâm niên ngành giáo dục, ý kiến đại biểu cho rằng chế độ phụ cấp này chỉ áp dụng cho đối tượng là nhà giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy là chưa hợp lý, làm thiệt thòi đến quyền lợi của cán bộ quản lý đang công tác tại cả cơ sở giáo dục, phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo. Trên thực tế, phần lớn cả cán bộ quản lý đều là những nhà giáo giỏi, có năng lực, đã làm tốt công tác giảng dạy tại cả cơ sở giáo dục trước khi được điều động, bổ nhiệm làm việc tại cả cơ quan quản lý giáo dục. Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội tiếp thu để có hướng sửa đổi chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho một số đối tượng trên. Nhận lời mời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, hôm nay Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Mira Filler Saha đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính tiếp và làm việc với đại sứ. Bà Mira Filler Saha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam cho biết, mục đích của cuộc gặp mặt là chào xã giao để thông báo các chương trình hợp tác mà chính phủ Israel dành cho Việt Nam, đồng thời tìm hiểu nhu cầu phát triển của tỉnh Quảng Trị nhằm giúp các nhà đầu tư tiềm năng của Israel tham gia hợp tác. Trong đó, lĩnh vực mà chính phủ Israel quan tâm và có thế mạnh đó là nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp Israel đang đầu tư tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, bà đại sứ mong muốn tỉnh Quảng Trị cung cấp những thông tin về các lĩnh vực mà doanh nghiệp Israel đang quan tâm. Để giúp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cũng như những thế mạnh để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Israel là nước đã ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị mong muốn thông qua bà đại sứ để kêu gọi những doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu và cải thiện nền nông nghiệp của tỉnh. Tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cung cấp những thông tin mà chính phủ, bà đại sứ cũng như các doanh nghiệp Israel quan tâm. Đối với việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phía Israel quan tâm để những sinh viên, cán bộ ngành nông nghiệp có cơ hội học tập và làm việc tại Israel để tiếp cận với nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông về tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý năm 2015. Tham dự có các đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Cơ sở. Tại cuộc họp, tỉnh Quảng Trị và Bộ Thông tin Truyền thông đã bàn kế hoạch cũng như nội dung phối hợp thực hiện chương trình triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý năm 2015. Theo đó, chương trình sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Trị. Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, chương trình triển lãm sẽ giới thiệu với công chúng các tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Qua đó, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Ngoài ra, triển lãm sẽ giới thiệu 95 bản đồ và 4 cuốn Atlas được tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các Atlas liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các hình ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng Hòa, những công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước từ trước đến nay. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Thức nhấn mạnh, cuộc triển lãm thật sự có ý nghĩa to lớn, là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng, của cả nước nói chung. Vì vậy, để cuộc triển lãm thành công tốt đẹp, đồng chí yêu cầu các sở ngành chức năng chuẩn bị tốt công tác triển lãm, huy động đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh tham quan triển lãm trong thời gian trưng bày. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự trước, chúng tôi đã thông tin về tình hình sản xuất giống ngô ngọt tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong đã không mang lại hiệu quả kinh tế, gây thiệt hại cho người nông dân. Để có cái nhìn đa chiều xung quanh vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã đến tìm hiểu tại công ty cổ phần Tín Đạt Thành, đơn vị trực tiếp hợp đồng sản xuất cung ứng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Bình, phó giám đốc công ty cổ phần Tín Đạt Thành đã cung cấp những giấy tờ, hồ sơ và hợp đồng liên quan đến việc sản xuất giống ngô ngọt Sugar 75, gọi là ngô Tân Mỹ Hạ. Theo đó, trong vụ đông xuân 2014-2015, công ty cổ phần Tín Đạt Thành đã ký hợp đồng sản xuất giống ngô này với 5 tổ hợp tác xã và 2 hộ gia đình ở huyện Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ và thành phố Đông Hà với tổng diện tích gieo trồng là 32 hectare. Công ty sẽ hỗ trợ 1 hectare 14 triệu đồng
để bà con mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cung ứng toàn bộ giống cho nông dân với giá gần 6 triệu đồng. Khi thu hoạch, công ty Tiến Đạt Thành sẽ thu mua toàn bộ với giá là 4.000 đồng một kg. Hiện nay, công ty đã thu mua được 2 đợt, nhưng khối lượng mỗi đợt chỉ đạt khoảng 14-15 tấn, chỉ lớn hơn một nửa so với yêu cầu của đối tác. Kết cục là theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến Đạt Thành, thì hiện nay gần 30 tấn ngô ngọt mà công ty thu mua từ 2 đợt nói trên đã trở thành phế phẩm. Mà phía công ty thiệt hại hiện nay là khoảng trên 600 triệu. Đầu tư là tiền mặt và cái tiền đi thu mua, tiền các thứ, tiền nợ, tiền giống của khách, của bạn hàng nữa. Chúng là nếu mà cộng lại, nếu mà tính chi ly là đến gần tỷ đấy. Trên hình ảnh là những gì còn lại của một cánh đồng ngô ngọt tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong sau khi không được công ty cổ phần Tín Đạt Thành thu mua. Nguyên nhân của thực trạng này được xác định là do ngô bị sâu bệnh nên công ty đã từ chối thu mua cho bà con. Vì theo hợp đồng, khi thu mua, quả ngô tươi, đều hạt, lớp áo dày, không sâu bệnh và còn râu ngô ở đầu quả, trọng lượng quả là 0,4 kg trở lên. Thực tế là một số hộ dân trồng giống ngô ngọt Sugar 75 ở các địa phương đã không đáp ứng được tiêu chuẩn này. Cái giống bắp này có một cái đặc điểm làm một cái là khi mà họ vào thu hoạch mà khi tươi không thu hoạch mà để khi ra là râu đó là sâu đó nó tận có nó ăn nhiều. Là trong nhà cũng đã cố gắng bơm để giữ lại cái râu đó. Thì mình giữ lại về số lượng quá nhưng mình giữ cũng không hết được. Thì để khi mà bắp sâu nó tấn công quá nhiều thì họ lên họ bảo là bắp đấy sâu cũng họ không thu được nữa. Theo tính toán rất lạc quan của bà con nông dân ở các địa phương nói trên trong buổi đầu cam kết hợp tác với công ty cổ phần Tín Đạt Thành, thì nếu sản xuất thuận lợi, 1 hecta sau khi thu hoạch sẽ cho giá trị hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, việc hợp tác đã không mang lại hiệu quả như mong muốn. Cả nông dân và doanh nghiệp cũng đều phải gánh chịu những thiệt hại không hề nhỏ. Sau cái vụ ngô này thì công ty rút ra một số kinh nghiệm. Thế nên là mình chưa hiểu kỹ về các cái con người mình đầu tư, về là các cái hợp tác xã, cái điều kiện về thủy lợi, về điều kiện con người, cái cách quản lý mình cũng chưa nắm chắc. Nên nó gây ra cái thiệt hại này thì bà con nông dân thì không có thu nhập, mà công ty thì mất, và mất cả tiền mà mất cả uy tín đấy bạn hàng. Mạnh dạn đầu tư sản xuất những giống cây con để nâng cao giá trị kinh tế là mong muốn chính đáng của người dân. Tuy nhiên, thực tế từ việc sản xuất giống ngô ngọt Sugar 75 như vụ đông xuân vừa qua đã cho thấy rằng, nếu vì lợi nhuận mà đầu tư theo kiểu tự phát, bỏ qua các quy trình bắt buộc về giống và kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thì yếu tố rủi ro là rất lớn. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong các chương trình thời sự tiếp theo với ý kiến từ ngành chức năng là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị. Thông tin chúng tôi vừa mới nhận được vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều nay tại huyện Vĩnh Linh đã xảy ra một vụ cháy. Người dân sống gần đó cho biết vào thời điểm tại dãy nhà thuộc công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị xuất hiện rất nhiều khói, sau đó lửa lan ra gây cháy lớn. Đây là dãy nhà đã bỏ hoang từ nhiều năm nay của công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do một đối tượng vô gia cư thường xuyên sinh sống ở dãy nhà này gây ra. Vì bất cẩn khi nấu ăn, trong phòng lại có rất nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Vĩnh Linh, trung tâm môi trường và công trình đô thị huyện Vĩnh Linh cùng với các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường và tiến hành chữa cháy. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Rất may là không có thiệt hại về người. Chương trình xin được chuyển sang phần tin trong nước. Theo thông tin, vụ tín dụng tăng nền kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống tính đến thời điểm này là 4,3%. Đây cũng là mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Cùng kỳ năm 2013 và 2014, tăng trưởng tín dụng tương ứng chỉ ở mức là 1,04% và 0,53%. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành cao hơn so với năm 2014, ở mức 13-15%. Tín dụng tăng trưởng dương ngay từ những tháng đầu năm và dự báo lạm phát quên mức 3-4%, cho thấy đây được coi là tiền đề tốt trong tăng trưởng tín dụng nói riêng và điều hành chính sách tiền tệ nói chung năm 2015. Với mức tăng 4,3% này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định,
Đây là một tín hiệu khả quan cho thấy tăng trưởng tín dụng không còn bị dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Dòng tín dụng cũng có xu hướng phân bổ tốt hơn vào những ngành và khu vực ưu tiên. Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định, thanh khoản tiền Việt Nam đồng và đô la Mỹ đều cải thiện và có xu hướng ổn định trong thời gian tới. Tại kênh cây cà phê được rót vốn ưu đãi và dài hơn, đó là những chính sách mà ngân hàng nhà nước mới ban hành để trợ sức cho loài cây trồng chủ lực, cây xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đối với phương pháp trồng tại kênh cà phê, mức vay tối đa là 150 triệu đồng một hecta, thời hạn cho vay tối đa 8 năm. Đối với phương pháp ghép cải tạo cà phê, mức vay tối đa là 80 triệu đồng một hecta, thời hạn cho vay tối đa là 4 năm. Lãi suất cho vay trong thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi do ngân hàng nhà nước công bố nhưng không vượt quá 7% một năm. Lãi suất cho vay sau thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi do ngân hàng nhà nước công bố hàng năm trên cơ sở lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng cho vay cộng biên độ 2,5% một năm. Dù được ưu đãi, nhưng đại diện ngân hàng cho biết cả cá nhân, hộ gia đình cũng phải đáp ứng được điều kiện vốn đối ứng. Cá nhân, hộ gia đình thì sẽ được cái cấp nào theo quy định của Bộ Nông nghiệp Nông thôn đưa vào diện được tái canh, và doanh nghiệp thì được cấp nào đưa vào diện Bộ tái canh thì đưa vào diện tái canh cà phê, thì căn cứ vào cái diện tích tái canh cà phê và lộ trình tái canh từng năm thì ngân hàng sẽ tài trợ từ 70% tới 80% vốn cho các cái người sản xuất, có thể là cá nhân, có thể là doanh nghiệp để thực hiện tái canh cây cà phê. Hiện Việt Nam là nước đứng thứ hai trên thế giới về sản xuất cà phê và là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Trong đó Tây Nguyên là thủ phủ của cây cà phê với sản lượng chiếm khoảng 92% sản lượng cà phê của cả nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích cà phê già cỗi cần phải tái canh ở khu vực Tây Nguyên từ nay đến năm 2020 là khoảng 120.000 ha. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay, các đặc phái viên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân đã bắt đầu tiến hành cuộc hội đàm cấp cao ba bên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cuộc hội đàm nhằm tìm cách gia tăng sức ép lên Triều Tiên, đồng thời tìm cách đưa nước này trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tham dự cuộc hội đàm ba bên là đặc phái viên của Hàn Quốc về an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ông Quang Sung Kuk, cùng với người đồng cấp của Mỹ là Sung Kim và của Nhật Bản là Junichi Ihara. Phát biểu trước khi tiến hành hội đàm, ông Quang Sung Kuk nhận định cuộc thảo luận được tổ chức rất đúng thời điểm khi tình hình Triều Tiên đang ngày càng bất ổn và căng thẳng gia tăng. Liên quan tới những tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc nước này phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và đã có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Trước những động thái trên, các nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tìm kiếm các biện pháp ở cấp Liên Hợp Quốc để chống lại Triều Tiên với cáo buộc Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của tổ chức quốc tế này, theo đó nghiêm cấm mọi hoạt động phóng và sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Sau cuộc hội đàm, dự kiến các đặc phái viên Hàn Quốc và Mỹ sẽ bay tới Bắc Kinh vào cuối tuần này để thăm vấn với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Phỉ trên cơ sở kết quả của cuộc hội đàm ba bên tại Seoul. Hôm qua, Nga đã xác nhận về quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Việc Nga công bố chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa này cho Iran diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5-1 đạt được những bước tiến nhất định khi mà thời hạn chót cho một thỏa thuận cuối cùng đã đến rất gần. Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Yevgeny Lukyanov cho biết, quyết định chuyển giao S-300 cho Iran đã được chính phủ Nga thông qua, song việc thực hiện dự án này cần phải có thời gian. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 từng bị đóng băng từ năm 2010 do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, song hiện đã hoàn tất hôm 25 tháng 5. Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp cho Iran hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại trên, sau khi Tehran và nhóm P5-1 đạt được một thỏa thuận khung quan trọng về giải quyết vấn đề hạt nhân của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tổng thống Nga cho rằng Iran đã thể hiện rất rõ tính linh động cũng như mong muốn đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này, và đó là lý do Moscow dỡ bỏ lệnh cấm trên. Theo kết quả được công bố ngày hôm qua của tạp chí danh tiếng Mỹ Forbes, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đây là năm thứ 5 liên tiếp và là lần thứ 9 bà Merkel sở hữu danh hiệu này. Theo kết quả, bà Merkel đứng vị trí đầu tiên trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới bởi bà là nữ thủ tướng phục vụ lâu nhất trong Liên minh châu Âu, là người đã ngăn chặn được cuộc suy thoái ở Đức và là nhân tố chính trong chương trình cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ.
Trong 12 năm qua, bà Merkel hầu như luôn nằm trong top 10 và đã 9 lần được Forbes bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, Forbes cho rằng ngôi vị số 1 này có thể rơi vào tay bà Hillary Clinton nếu nữ chính khách Mỹ đắc cử tổng thống vào cuối năm tới. Hiện bà Clinton đang đứng vị trí số 2 sau bà Merkel. Vị trí thứ 3 trong danh sách của Forbes thuộc về bà Melinda Gates, vợ tỷ phú sáng lập Microsoft Bill Gates. Theo sau là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen, đứng vị trí thứ 4. Xếp thứ 5 là nữ Chủ tịch Tập đoàn ô tô General Motors, bà Mary Barra. Danh sách bình chọn 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới hàng năm của Forbes bình chọn quy tụ những người phụ nữ nổi bật trong nhiều lĩnh vực như tài chính, truyền thông, hoạt động từ thiện, chính trị và công nghệ. Họ được xếp hàng theo 4 tiêu chí chính là khả năng tài chính, mức độ hiện diện trên báo chí, phạm vi ảnh hưởng và sức tác động đối với cộng đồng. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.